Rồi Thanh xin chào tất cả các bà con ha. Thì hôm nay thì Thanh có đến đây và trao cho anh Cui một cái phần quà nhỏ nhỏ ha. Thì mình cũng thấy anh Cui sống biệt lập giữa đồng nè, rất là tội luôn. Thì không có ai quan tâm. Thì trong cái đội thiện nguyện của mình là có ba anh em. Thì gồm có là mình là Thanh Dùng Bảy Núi, còn là Hương Nguyễn TV và Công Thập Thà. Thì trong cái đội thiện nguyện của em thì đến để giúp đỡ những cái hoàn cảnh nghèo khó, thì đặc biệt là không có người chăm sóc. Rồi mời các bạn theo chân mình nhé. Ôi, anh Cui ơi, chào anh Cui. Nay em ghé thăm anh nè. Ồ, đây là trai quá trời rồi. Anh Cui hôm nay được cắt tóc rồi cả nhà. Mình lui cui đang chuẩn bị làm gì đây anh cui ha? Em có quà cho anh nè. Cui ơi, có quần áo, có bánh, có nước cho anh uống nè. Cui, sắp xếp gì vậy? Anh cui chuẩn bị nấu cơm hay gì anh cui? À, chuẩn bị nấu cơm. Bữa nay em ăn trực với anh bữa được không? Mình nấu cho em ăn bữa anh cui. Cui, anh cui. À. Dạo nhiều quá à. Không có tắm rồi những cái cô chú anh chị ở gần gần đó cho ảnh là rất là nhiều luôn, rất là mến anh, rất là thương ảnh. Cho gạo anh á, rất là thương, rất là tội nghiệp anh, cũng có nhiều người thương anh lắm. Bánh bánh lên anh người ấy bánh nó cho anh ăn chơi nó đỡ được. Ô cái quần này nha, có cục sờ bông luôn. Anh coi thích quần này không? Cái áo này nè, quần nữa hả? Hôm trước tụi con cũng có anh em có hợp lại mua những quần này cho anh mua mặt nó sẽ dễ mặc hơn. Áo nữa không anh mua tắm thì mua đầu luôn. Cái bình nước nữa, có bình nước lọc nữa. Do cái đường vô nó xa quá bà con nên mình không có mua bự được, mình ghé vô không nổi. Lần sau mình ghé nữa thì cách mình về nhà đi ngang mình ghé mua nữa. Xếp cái chỗ chỗ nấu cơm là có một cái bếp rồi, một bếp rồi, quá, tối lâu rồi. Đây là những cái vật dụng mà anh thường hàng ngày để nấu ăn, chỉ có một cái nồi thôi, cái nồi rất là đen luôn, không dám kéo cái nồi ra luôn nữa cả nhà. Cái nồi đen kinh khủng luôn. Bỏ tôi ơi. Đây là cái nồi đợi tôi quá trời quá rồi đen lâu lắm rồi. Rồi không à. Vệ sinh ra đi bệnh chết tôi ơi. Bỏ đi, anh đi rửa đi. Em có không có mua xà bông cho anh đó. Anh lấy ra anh rửa đi. Mua xà bông cục đó mua cho anh để dành tắm đó. Chất bẩn đó. Mồ rồi. Mình xài chuột cái gì mình đè giữ anh coi chuột cái mùng này anh coi còn còn lủng lỗ thấy lủng lỗ nè có lủng lỗ không có không không mỏm 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 tí cho con mùng này nè. Có anh ngủ cái anh tóc một tiếng ngủ hả? Ừ tóc ngủ này cái mùng này được anh coi thấy cái mùng quá đen tắng dữ vậy ai đâu mà lấy mình tắng dữ anh coi tắng mình cho thì mình cho chuột ăn kê cho chuột ăn nó ăn bánh gạo cho chị là ảnh nói chuyện được rồi cô chú anh chị mừng rất là mừng luôn rất là vui luôn ảnh cũng là có cái đội của anh em Nguyễn lại đó trò chuyện với anh thường đó ảnh cũng là phát triển rất là lẹ rồi anh cô em nghĩ là anh bị trầm cảm gì đó mà ảnh ít người tiếp xúc với ảnh đó anh ít nói chuyện nhưng mà mình lại thường xuyên hơn anh nói chuyện nhiều bữa đó lại có nói chuyện gì đâu không có chuyện nói chuyện rất là sợ luôn
tại vì ảnh không có gần gũi những cái người đó, con người đó mà cái không được nói chuyện đó, ảnh rất là như là trầm cảm luôn. Mấy hôm trước anh em có hớt tóc cho anh Cùi thấy, anh Cùi thấy cũng là trai ha. Rồi cái nồi cơm của anh đâu anh Cùi? Nồi cơm nè. Nồi cơm hả? Anh rất là kỹ luôn cô chú anh chị. Rồi anh kỹ rồi nè, anh đậy kín mít hết trơn. Để vậy sao chuột vô được anh Cùi? Hả? Anh Cùi. Tối chuột ăn không anh Cùi? Không. Đậy sao nó ăn được? Không. Phải cho nó mới chứ trời. Cho nó ăn chứ chứ. À, quay qua em nè anh Cùi, trò chuyện với em nè anh Cùi. Quay qua em nè, trò chuyện với em nè. Hôm nay cảm thấy sao? Cảm giác sao? Vui không? Phấn khởi không? Có cái đội của anh em lại thăm anh nè. Phấn khởi không? Vui không? Nè, quay qua em nè. Vui không? Nè, rất là tươi luôn cô chú anh chị. Biết em tên gì không? Hả? Biết. Tên gì? Ừ, nói rồi. Nè em phấn khởi rất là vui luôn, nhìn ảnh là thay đổi từ từ ảnh là nhìn em thấy mắc cỡ sao? À, mắc cỡ anh vui anh Cùi anh đi cắt cái này anh Cùi, chỗ nào anh để cái đồ của anh đó, xà bông đó anh nhớ tắm nha. Thôi xà bông anh đừng bỏ vô bịch, bỏ trên đây nè, bỏ ngoài đi em Cùi ơi. Bánh để ngoài anh, bánh để ngoài đi, bánh đừng bỏ vô đó, chuột nó ăn hết á. Bỏ xà bông ở ngoài luôn đi. Anh biết ăn bánh không? Để em mua thử cho anh ăn đó. Có lần sau nữa anh có ăn nữa anh đi mua lên cho anh ăn nữa. Ha, đỡ buồn miệng ha. Rồi, anh đặt rồi. Kỹ quá à. Cái cuộc sống hàng ngày của anh Cùi đi ra đồng móc lúa rồi đó. Đâu? Được lột xác tiếp tục nữa nè. Giờ đi tắm hay gì? Gì? Mình mấy gì rồi để mai. Vậy nấu cơm đi, nấu cơm cho em coi coi anh nấu cơm sao đây. Nấu cơm cho em coi coi nấu cho em ăn nha. Sáng được chưa ăn sáng rồi. Bữa nay là bữa nay em để anh là ăn cơm với anh luôn đó. Bữa nay em đãi anh em ăn cơm đó. Nấu mấy lít nấu để coi. Đi. Này ăn ké anh đó. Nấu thì em ăn nữa là nấu mấy lon? Biết lon. Hai lon hả? Hai lon ăn sầu đủ, em ăn là lon cử rồi đó. Rồi còn những người còn lại sao ăn? Anh Cùi. Cùi ơi. Anh nấu sao mà cho đủ anh em trong đội ăn chứ anh nấu gì sao đủ ăn? Một mình em là ăn lon cử rồi đó. Thôi giờ anh nấu anh ăn đi, tụi em ngồi dòm. Ha. Để chơi với anh cái nấu ăn bình thường tụi em nấu ăn đâu. Tụi em ngồi đi. Ngoài ăn xúc gạo đi, xúc gạo nấu cơm, nấu cơm đi, xúc gạo nấu cơm ra mà đi chùa rồi đi, đi chùa rồi đi, đi mấy anh em đi theo chân của anh Cùi á thì để xem cái cách thức của anh nấu cơm như thế nào nghe cả nhà. Rồi nước mà anh giấu kỹ như vậy. Nước rửa cũng biết cái chỗ mà để cắt để mà vệ sinh nữa, không có mũi mọc trong đó, không có bụi nữa. Anh phải hàng ngày phải rửa nó, ngày không rửa là nó nhiễm nó nhanh Cùi. Hàng ngày phải rửa chứ không phải là anh để mà nó uống lên cái đó mà. Mình nấu cơm xong á là mình ăn rồi á là mình rửa nồi, rửa chảo. Lần sau thì em mua cái tấm cước cho anh, cái xà bông rửa chén để dành cho anh rửa vệ sinh những cái chén của anh đó. Nước dơ quá anh ơi. Nước gì đâu mà đen thui vậy anh Cùi, anh rửa bằng tay không à? Trời ơi, thấy mồ anh Cùi rồi, coi nghiệp anh Cùi. Cái cuộc sống biệt lập giữa đồng á, sống một mình á rất là chật vật luôn á mọi người.
Sao nước mà lấy cái giò luôn. Tặng dùng. Em vui rất là tươi luôn. Nhìn là từ ngày hết tóc giờ phải không? Là rất là vui, rất là tươi luôn. Đẹp trai luôn. Gì á? Dạ anh Cuối. Bắt dịp đãi tụi em ăn hay gì ạ? Thôi lại à. Thôi đi nhà. Vậy? Nhà. Đi đâu vậy hả? Có nuôi vịt nữa cha. Thả tụi em đi. Thôi tụi em không có ăn vịt đâu. Tụi em ăn sầu gừng không ạ? Mình nuôi được mấy con anh? Hai con vịt. Nuôi hai con vịt hả anh Cuối? Rồi tụi em xin anh con cho không? Anh Cuối. Cho tụi em con vịt đi. Cho em con vịt đi, đội em con vịt ăn ha. Được không anh Cuối? Ồ, anh biết anh không có cho đâu, dễ gì. Anh biết cái gì vậy anh Cuối? Anh biết hết trơn à. Anh bị dịch vào cái gì á? Sao mà bị cái gì anh dụi mắt hoài vậy? Bụi vô mắt. Quay qua em nè, anh coi có cái bụi gì không để em lấy cho. Không. Bụi vô mắt. Đây, lấy cho. Nói chung á cả nhà. Cả nhà thấy là anh Cuối thấy vậy chứ anh cũng còn biết phân biệt, biết khôn lắm. Tụi em làm bộ xin cái con vịt á mà ảnh im gu à. Anh không cho nhưng mà ảnh im gu à. Mẹ không lúc anh kêu. Trời ơi. Trời ơi. Anh đụng ấy anh tôi coi. Ra chưa? Nhẹ bộ. Cầm giùm bê. Cái này nè. Anh đừng có dụi nữa. Coi. Đâu rồi? Nằm trong luôn rồi. Trời ơi, trời chết luôn, thấy mồ rồi. Ấy đừng ấy nữa. Đem làm tiếp chặt tiếp. À, trời. Kìa. Ta bà cậu. Trời ơi, quá mừng rồi. Trời ơi, có hột lúa đâu. Đừng vội. Ông nội ơi. Cái hột lúa thiệt luôn hả? Đừng vội. Để đi ra nó anh coi. Có hột lúa nè. Quá bành kỳ luôn. Thôi được, khỏi đi, không có bắt đâu. Đừng có ăn đâu mà. Thôi lên, em không có ăn vịt đâu. Để đi. Thôi, lấy hộp lúa cho mắt anh. Thôi đi, anh cô vô nhà. Thôi, nấu cơm đi anh ơi. Nấu cơm đi anh cô. Tính mắc vịt. Để mình vào mình xem anh cô nấu cơm như thế nào. Mọi người. Cho chuột ăn. Trời, xúc gạo kìa. Ít thôi nha, tôi không ăn. Tôi nấu nhiều lắm đó, nhiều lắm. Bớt lại đi. À, ăn lâu dữ hả? Bớt lại nhiều đi. Anh nấu dư cho vịt ăn. Cho vịt ăn. Hai con à. Bớt lại đi, nhiều lắm đó. Em thấy nhiều lắm đó. Sao nấu cái chiều ăn luôn à? Hồi nãy anh nói hứa là một hồi mấy anh em về anh cho con vịt. Anh Cuối nãy hứa rồi đó. Tặng đem vịt hả anh Cuối? Có không trời? Có không? Có tặng vịt không? Sao hứa cái này rồi? Tặng ba anh em mình cái con vịt đó. Cho khán giả trong chờ anh nè. Sao? Anh có tặng vịt không? Anh Cuối. Sao? Rồi, em coi có tặng vịt ra lấy gì luôn coi. Hồi nãy anh Cuối hứa rồi mà. Rồi anh đi vô gạo đi. Anh đi vô gạo chỗ nào đâu anh Cuối? Lấy nước nào vô gạo đâu? Nước này nè hả? Dở ra rồi. Thôi, hết nước rồi. Thùng nước hết rồi nè. Hết nước rồi. Ê, đổ một lâm, vệ sinh không có được. Ướt hết. Anh Cuối là chơi lại chỗ không? Đen thui chơi. Phải chịu khó kìa anh Cuối, vệ sinh cho nó sạch sẽ. Kéo kia do lên anh Cuối. Làm gì anh Cuối? Đi vô cơm nè. Đi. Sao mà đổ vô không đi ra? Anh không có vô cơm, anh chỉ đổ nước anh nấu rồi mà. À, anh đổ nước nấu hả? Tính lấy đó, nước nấu đó. Rồi, anh lấy nước anh nấu đi. Cái thùng nước đó thì dành cho anh uống lên anh Cuối. Rồi nước anh nấu cơm hàng ngày nó cái lu nằm ở đâu? Cái lu nước anh đâu?
không mấy lấy nước này anh nấu đỡ đi. Sao kỳ vậy? Anh lấy nước này ổng nấu, nấu cơm đi. Lắm. Cái lưu nước hàng ngày mà anh không biết. Ổng ít nấu cơm lắm, cái nồi cơm hồi nãy là lâu chứ lắm mà nó hôi chứ lắm. Bữa nay mình lệch mới nấu á. Vậy hả? Anh coi lấy cái bình nước đi, rồi anh đổ nước vô anh nấu đi. Anh coi. Hay là mình để anh uống hay không? Để uống tự nhiên đi, mình cho anh làm như thế nha. Để cho anh làm gì anh làm đi. Đây là khung cảnh của nhà anh Cui nha các bạn. Thì ở đây là cánh đồng cũng khá là rộng, mà sống thì ở trên một cái nghĩa địa nè, sống chỉ có một mình thôi. Nói chung là cũng không có người thân. Thì sống tại sống nhờ vào cái chòm mã ở khu vực này nè. Thì ảnh không có người thân. Thì cuộc sống hàng ngày ảnh ít có tiếp xúc với mọi người lắm. Thì mấy anh em hôm trước có đến ảnh rồi đó. Chia sẻ về cắt tóc hay là những cái việc là hôm trước cũng có đến trao đổi với ảnh đó. Thì hôm nay ảnh cũng khá là thân thiện luôn. Thì nãy giờ thì các bạn xem là ảnh nấu cơm nhưng mà nước thì ảnh không có cái nguồn nước mà để nấu cơm luôn. Không biết anh sử dụng cái nguồn nước như thế nào. Nói chung có một mình thì rất là dơ giấy luôn. Để mình vào xem thử là anh nấu cơm chưa không? Nhúng nữa hả? Mai mới ăn hay sao? Mai mới nhúng. Ở nay không ăn cơm hả? Lấy bánh ăn liền coi. Sao? Anh nói sao hả? Anh không chịu nấu nữa, không có nước nè. Không có nước hả? Lấy nước nó do lên cùi nữa, em mua cái khác. Để em mua cái mai mua khác vô ha. Tại xa xôi quá bây giờ đi ra ngoài lấy nó quá trời xa rồi. Vì là anh không có nước, anh không chịu nấu cơm luôn. Ừ. Chắc anh đi cho chút xíu nữa anh ra ngoài lộ xa lắm, anh xin nước á. À. Anh cùi còn nếu mà rảnh anh cùi múc nước anh đi chứa đây anh cùi. Đi ra ngoài đó 400-500 mét luôn. Bây giờ mình mua cho ảnh, bây giờ mình mới mua cho ảnh hai cái thùng phi. Là cho anh xách nước vô. Được. Không có, anh có vật dụng này nè, nhưng mà sao mà anh không chứa nè. Có chứa nó hết rồi. Thì đây anh Cui có bánh ăn nữa nè. Thì anh gặp mình nó làm như anh ngại sao mà anh không có nấu cơm luôn á. Nước thì không có nước. Không biết cái nguồn nước anh xài từ chỗ nào đó. Những cái việc làm thì nói chung là cũng chưa có khám phá được, rất là kỳ lạ luôn. Khi nước thì anh xài rồi á, hồi nãy thì cả nhà thấy là anh xài rồi anh quay ngang anh rửa chân luôn. Hiện tại thì anh Cui cũng không có nước. Mà lấy cái bình lọc này mình vác ở đây nè, mình cho anh và anh để nấu cơm, nhưng mà anh không có nguồn nước, anh không chịu xài cái bình này. Là anh đem dẹp nồi cơm luôn nè. Rồi hẹn cả nhà vào những cái video sau ha, để mình tìm hiểu thêm sâu về cái người bí ẩn này như thế này. Thì anh Cui nói chung sống cũng khá là bí ẩn. Rồi em chào anh Cui ha, mà mai mốt mấy anh em có vô thì ghé lại thăm anh ha anh Cui ha. Rồi chào tạm biệt bà con anh Cui. Oh.